Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Soso TV nhé. Xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình nhé. Tiếp tục cập nhật tin tức để mọi người cùng biết. Hôm nay thì ca sĩ trẻ Yuno có chia sẻ vinh dự được biểu diễn và làm giám khảo trong chương trình Got Talent khuôn khổ khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp ngày 15 tháng 7 vừa rồi. Đây là một cái thông tin mà Duy chia sẻ, nhận được khá nhiều những lời chúc mừng. Ngày 15 tháng 7 vừa rồi thì Duy có vinh dự được đến chùa Pháp Lạc để làm giám khảo trong chương trình văn nghệ. Và khi tiết lộ mình làm giám khảo thì cũng có rất là nhiều fan để lại bình luận chúc mừng. Quá tuyệt vời. Một chàng trai ngày nào đi thi chương trình Hát Mãi Ước Mơ còn rụt rè bỡ ngỡ mà bây giờ đã lên ngồi làm ban giám khảo, quá xuất sắc và thành công. Xin chúc mừng chàng ca sĩ điển trai và dễ thương này nhé. Bên cạnh đó, trên phần trang story của Duy Juno thì Duy chia sẻ cảnh mấy anh em Duy Juno, Thiên Ngân, Tuyết Nhung lần đầu đến Sapa, và đặc biệt các bạn đã lên đến đỉnh núi Phan Xi Păng. Đây là một cái cột mốc cũng khá là nhiều kỷ niệm, cũng như đây Yuno có chia sẻ lại nhiều hình ảnh rất là đẹp trong chuyến du lịch lần này. Bên cạnh đó, một đoạn clip tuy là ngày mưa nhưng các bạn đến để tham quan cũng có được nhiều bức ảnh đẹp, những cái vlog khá là hay. Riêng ca sĩ Phạm Tuyết Nhung thì có chia sẻ mới trên trang cá nhân của Tuyết Nhung như sau: học đại học thì chuẩn bị bao nhiêu tiền là đủ cả nhà nhỉ? Em Nhung luôn nghĩ học đại học sẽ cần rất nhiều tiền, có thể lên đến hàng trăm triệu, nhưng nay đọc được thông tin bên đại học Gia Định có chính sách học phí toàn khóa chỉ từ 80 triệu đồng nên em khá bất ngờ. Hỏi ra mới biết khi đóng toàn khóa thì các bạn được giảm tận 20% học phí, còn có cơ hội nhận laptop, AirPods và cả gấu bông nữa. Học bổng của GDU vẫn còn, cả nhà có thể tìm hiểu thêm nhé. Vậy là thêm một địa chỉ, đó chính là Đại học Gia Định, một địa chỉ đáng tin cậy để mọi người, nhất là có con em năm nay vào đại học, có thể tìm hiểu thêm về thông tin bên trường đại học này nhé. Thì hiện tại chương trình có nhiều ưu đãi khi đóng học phí toàn khóa, giảm tới tận 20% cho các bạn học sinh sinh viên. Đây là một cái điều hết sức khá là hay từ đại học này. Do đó Tuyết Nhung đã chia sẻ thông tin vui này cho fan hâm mộ được biết. Nếu fan hâm mộ nào có con em mình đang năm nay là tốt nghiệp 12 và chuẩn bị vào đại học thì có thể tìm hiểu thêm cho danh sách các trường đại học khi con mình chọn để học ngày càng phong phú thêm nhé. Riêng thông tin mới nhất về show diễn ngày 3 tháng 8 cùng nhau góp phần xây dựng Pháp Lạc Tự thì mới đây cậu Huy cùng với cô Diễm Quỳnh đã có một buổi livestream trò chuyện, chia sẻ khá nhiều điều về show này cũng như mong muốn mọi người hãy nhanh tay ủng hộ cho chương trình sẽ được thành công tốt đẹp. Vì từ bấy lâu nay Pháp Lạc Tự đang xây dựng nhưng vẫn chưa có kinh phí đủ để có thể hoàn thiện, và do đó được sự đồng ý của sư phụ Bình Viên nên cô Quỳnh cùng với cậu Quy đã tranh thủ làm nên cái live show này. Bên cạnh đó, việc tất bật với công việc và thêm một phần nữa phải live stream chia sẻ thông tin lan tỏa đến được cho nhiều fan hâm mộ được biết, và mọi người hãy thương và cùng chung tay chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng ước mơ của chị hai hoàn thành hiện thực trong thời gian sớm nhất. Đó chính là trước ngày lễ giỗ lần thứ ba của chị, và cả cậu Huy cũng như cô Quỳnh Trần và rất nhiều anh chị em ca nghệ sĩ, anh chị em trong ekip của chương trình này cũng đang làm việc tất bật. Do đó, mọi người có thể tìm livestream của cậu Huy để hiểu hơn những gì cậu tâm sự trong livestream cùng với cô Quỳnh nhé. Riêng thông tin mới nhất về Quỳnh Trang, đó chính là bức ảnh mà mẹ Quỳnh Trang chia sẻ, đó là cô Thảo. Hôm qua, cô Thảo có chia sẻ bức ảnh Quỳnh Trang đang quỳ lại cầu nguyện ở dưới
bức tượng của Đức Mẹ Nam Hải. Và mỗi khi đi tới đâu, Quỳnh Trang rất là cung kính, cầu nguyện có thể ban được những điều tốt đẹp nhất ban xuống cho gia đình mình, ngay cả các em của mẹ Nhung ở tại Tư Gia. Bên cạnh đó thì việc chạy show liên tục của Quỳnh Trang cũng là lao động chính trong gia đình. Hiện tại thì cô Thảo chia sẻ hơn một tháng nay do bệnh tình sức khỏe nên cô Thảo ít có dịp tháp tùng cùng với Quỳnh Trang đi biểu diễn xa. Và hai mẹ con hãy đi diễn xa, đến những nơi nào có thờ chị hai đều ghé đến thắp hương. Và mọi người dễ dàng nhận thấy Quỳnh Trang chia sẻ khá là nhiều điều tích cực trên trang cá nhân của cô bé này. Và sau đây là thông tin từ FC của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Khán giả các miền nói chung và khán giả miền Bắc nói riêng đã gửi lời đề xuất anh Mạnh Quỳnh tổ chức riêng trọn vẹn một đêm nhạc với chủ đề Tình khúc Mạnh Quỳnh, chuyến lưu diễn ngắn ngày trở lại nhà với các dự án âm nhạc. Anh có tổ chức hai đêm nhạc tại Sài Gòn vào ngày 3 tháng 8 và Hà Nội vào ngày 10 tháng 8. Như các bạn đã biết, trong không gian nghe nhạc vừa đủ, ấm áp, band rất là hay, chúng ta sẽ được gặp lại và thưởng thức tiếng hát ngọt ngào sâu lắng, chạm trái tim. Được nghe anh hát live những tình khúc Mạnh Quỳnh không gì tuyệt vời hơn. Bản thân admin đã cầm vé trên tay rồi, vậy các bạn đã có vé chưa ạ? Khoe cho admin với biết với. Những ai chưa đặt vé thì trên poster có thông tin đó ạ, hoặc comment dưới bài viết này để được hỗ trợ nhé các bạn. Vậy là thêm một lần nữa, thông tin về show diễn của anh Mạnh Quỳnh cũng không có cái gì mới. Chỉ có hai đêm nhạc như chúng ta đã cập nhật vào ngày 3 tháng 8 và ngày 10 tháng 8 sắp tới đây. Thì hiện tại trên không gian mạng có rất nhiều những bình luận chẳng biết ngày mùng 3 tháng 8 thì show của anh Mạnh Quỳnh đã trùng show với chương trình thiện nguyện của dòng tay dưỡng tử xây dựng pháp lạc tự được hoàn thiện. Thì không biết thời gian trên show này thì được diễn ra sớm hơn so với show mà anh có mặt tại phòng trà ở tại Sài Gòn. Thì khán giả cũng đang thắc mắc, đặt các câu hỏi là không biết ca sĩ Mạnh Quỳnh có đến để chúc mừng hoặc là có đến để cùng góp vui những bài ca mới hay không. Thì đây là những cái thông tin mà rất nhiều người hiện tại đang quan tâm và liên tục đặt câu hỏi ở trong các bài viết của các trang FC của ca sĩ Mạnh Quỳnh nha mọi người. Và có một điều thì mọi người cũng mong ước rằng show của vòng tay dưỡng tử ngày 3 tháng 8 của cậu Thanh Huy và cô MC Diễm Quỳnh đang cố gắng thực hiện để sẽ được thành công tốt đẹp.